Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh câu hỏi của rất nhiều khách hàng thắc mắc về việc uống viên cấp nước Inabi Aquaric đến từ Hàn Quốc liệu có tốt hay không. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Trong rất nhiều video trước thì Kiều Oanh đã có chia sẻ với các bạn rồi. Tuy nhiên thì Oanh vẫn phải nói qua một chút. Đầu tiên thì chúng ta cần phải biết cơ thể của con người mỗi ngày cần phải uống từ 1,5 cho đến là 2 lít nước để giúp là hỗ trợ sự phát triển của cơ thể này, cũng như là việc duy trì sự sống và bên cạnh đó là điều quan trọng nhất là giúp cho da cũng như là uh, tất cả các vấn đề khác trong cơ quan của chúng ta được hoạt động tốt hơn. Và điều đầu tiên khi chúng ta cần phải nói đến khi mà chúng ta không uống đầy đủ nước, đó chính là da của chúng ta cũng bị xấu đi này, nhăn nheo, lão hóa sớm cũng như việc là da của chúng ta bị khô và tất nhiên là đối với những người mà chúng ta lười 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 uống nước thì da của chúng ta xấu là điều đương nhiên rồi đúng không và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric mà Oanh đã có chia sẻ ở trong rất nhiều video trước. Các bạn có thể tham khảo thêm ở những video trước mà Kiều Oanh đã nói qua về sản phẩm này. Và sản phẩm này thì dần trở thành một trong những cái sản phẩm quen thuộc và hot hit nhất trong một năm trở lại đây. Và điều trông thấy đó chính là cho đến thời điểm hiện tại Thì sản phẩm này vẫn chưa hạ nhiệt Và người người dùng nhà nhà Dùng sản phẩm viên uống cấp nước này Để giúp cho có một sức khỏe tốt hơn Và quan trọng là có được một làn da căng tràn sức sống Và sản phẩm này Thì nó không chỉ là cung cấp nước Khiến cho da của chúng ta ngậm nước Và luôn tây tắn mịn màng đâu Mà sản phẩm này thì còn cung cấp cũng như là kích thích sản sinh collagen trong cơ thể của chúng ta từ đó thì khiến cho da của chúng ta lúc nào cũng khỏe mạnh và khiến ngăn chặn tình trạng là da bị khô bong chóc trong cái thời điểm mùa đông đang rét mướt như hiện tại và mặc dù sản phẩm này đã trở nên quen thuộc nhưng vẫn còn khá nhiều khách hàng thắc mắc rằng sản phẩm viên uống cấp nước này liệu có tốt không và trong video ngày hôm nay thì kiều anh sẽ đi tập trung giải quyết những vấn đề thắc mắc đấy của các khách hàng nếu mọi người hỏi kiểu anh rằng viên uống cấp nước Inebi Aquaric đến từ Hàn Quốc này có tốt không thì anh sẽ trả lời chắc chắn rằng là có. Tại sao? Bởi vì đầu tiên, sản phẩm này được sản xuất cũng như là đến từ một trong những thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc đã có lịch sử hơn 70 năm, đó chính là Seasonmart và Cionmat là trực thuộc tập đoàn CG, một trong những tập đoàn vô cùng nổi tiếng về các thực phẩm chức năng, lĩnh vực làm đẹp và nổi bật nhất các bạn có thể thấy dạp chiếu phim CGV là một trong những thương hiệu vô cùng nổi tiếng của tập đoàn CG đến từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này thì đã được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu cũng như là được rất nhiều beauty blogger review rằng đây là một trong những sản phẩm vô cùng an toàn với sức khỏe của người dùng và thậm chí là ngay cả phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này và đây là điều chắc chắn rồi. Thứ hai, đây là một trong những sản phẩm được coi là giải pháp vô cùng tuyệt vời dành cho những người mà có da khô, đặc biệt là với những người mà rất lười uống nước như lão anh điển hình ví dụ như là oanh chẳng hạn từ một người da rất là khô rất là lười uống nước và có thể thấy là da của oanh bị bong chóc rồi là mốc lên những cái vệt trắng và sau khi mà sử dụng cái sản phẩm này được độ tầm khoảng nửa tháng cho đến một tháng thôi thì oanh đã thấy những cái thay đổi rõ ràng trên gương mặt của mình đầu tiên là da của mình ngậm nước một cách tuyệt vời và cùng với đó là kể cả mình không sử dụng nhiều serum hay là kem dưỡng thì da của mình cũng vô cùng ẩm ướt Tiếp theo, đó là khi nhắc đến sản phẩm này thì mọi người sẽ nghĩ rằng với một sản phẩm viên uống cấp nước như thế này thì nó sẽ chỉ là giúp cho da của chúng ta được căng bóng rồi là không bị khô thôi đúng không? Tuy nhiên thì trên thực tế cũng như là theo anh tìm hiểu đã rất nhiều người sử dụng cái sản phẩm viên uống cấp nước này thì nó không chỉ mang lại cái tác dụng đối với làn da của chúng ta mà cái sản phẩm này khi chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó còn khiến cho tóc của chúng ta được bóng mượt hơn này tránh tình trạng bị khô sơ gãy rụng đồng thời là khiến cho móng của chúng ta cũng sẽ bóng hơn và dày hơn và đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để chúng ta quyết định sử dụng sản phẩm viên uống cấp nước inb aquarix này và nếu như mọi người thắc mắc tại sao sản phẩm này nó lại tốt như thế là bởi sản phẩm này thì không chỉ cung cấp nước cho cơ thể của chúng ta không đâu mà nó còn cung cấp collagen kích thích sản sinh collagen như anh đã chia sẻ ở trong rất nhiều video trước. Và điều quan trọng là với sản phẩm này thì được rất nhiều chị em phụ nữ Hàn Quốc sử dụng. Và nếu như bạn không tin vào những lời kiểu anh nói thì chúng ta có thể lên Google search và search với cái tên là viên uống cấp nước Inabi Aquarix này thì chúng ta sẽ thấy một loạt những review của các beauty blogger rồi đến những bài viết và tất nhiên là chúng ta sẽ không thấy một bài viết nào chê cái sản phẩm này cả mà trong đó đều là những cái phản hồi những cái feedback của tất cả những khách hàng, những chị em phụ nữ những người đã sử dụng sản phẩm này và họ đều cho thấy rằng kết quả khi sử dụng sản phẩm này thì vô cùng tốt và đây là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng một trong những cái yếu tố để chúng ta quyết định sử dụng sản phẩm này và nếu như các bạn hỏi oanh rằng có nên dùng sản phẩm này hay không thì oanh chắc chắn là có bởi vì nếu như bạn đang cố gắng tốn tiền cho những sản phẩm thoa bên ngoài hay là những sản phẩm chăm sóc da mặt bên ngoài thì chúng ta hãy thử đầu tư vào sản phẩm này và khi uống thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả rõ rệt cũng như là những cái tác động lên gương mặt của chúng ta và chắc chắn rồi anh sẽ nhắc lại một lần nữa đó chính là sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquarix này cực kỳ tốt và phù hợp cho chúng ta ờ, tất nhiên là nếu như bạn thấy rằng da của mình đang rất đẹp này thì đừng bao giờ nghĩ rằng tại sao mình phải sử dụng viên uống cấp nước tại sao mình phải uống viên collagen rồi là giữ da và điều này thì hoàn toàn sai lầm các bạn nhé với việc chăm sóc da cho chúng ta là không bao giờ quá sớm cả. Và ngay khi bạn chỉ mới 19, 20 tuổi thôi thì chúng ta cũng cần bổ sung các sản phẩm uống, các viên uống cấp nước rồi là collagen để khiến cho da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và tất nhiên là da của bạn bây giờ sẽ rất đẹp rồi, nhưng nếu như bạn không chăm sóc thì chỉ sau 25 tuổi thôi, bạn sẽ thấy sự lão hóa hiện lên rõ ràng trên gương mặt của mình. Thế nên oanh khuyên rồi, nếu như không muốn lão hóa sớm, không muốn bị xấu xí sớm thì hãy sử dụng những phương pháp làm đẹp và quan trọng chính là sử dụng sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric này và nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu và mọi người thì thường hỏi oanh rằng với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì mua ở đâu? Oanh phải khẳng định lại một lần nữa, với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì các bạn hãy mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí, chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này. Cũng như là việc khi mua sản phẩm tại đây, bạn được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán. Và quan trọng là chúng ta được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày, nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và Oanh sẽ gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta đặt hàng tại siêu thị Hàn Quốc. Đầu tiên các bạn có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn mua hàng. Phương thức thứ hai đó là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn, nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric này. Và quan trọng là chúng ta có thể trao đổi được những thông tin kiến thức làm đẹp với nhau đúng không ạ? Và hy vọng với những thông tin mà ông anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã củng cố thêm niềm tin và cũng như là giải đáp được thắc mắc cho các bạn tại sao chúng ta nên sử dụng sản phẩm viên uống cấp nước Inabi Aquaric này cũng như là sản phẩm này có tốt hay không. Và chúc các bạn luôn có một làn da khỏe mạnh, luôn giữ được cười trên môi. Oanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn thắc mắc về những sản phẩm cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 h